Chào mừng anh chị và các bạn đến với kênh giá heo hơi 24 giờ hôm nay. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất về thị trường giá heo tại Việt Nam. Lời đầu tiên ban biên tập xin gửi đến quý anh chị và các bạn lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, thành công và gặp nhiều may mắn. Nếu như đây là lần đầu tiên anh chị và các bạn đến với kênh này thì rất mong anh chị và các bạn bấm vào nút đăng ký bên dưới để ủng hộ kênh và không bỏ lỡ những video mới nhất nhé. Sau đây là nội dung chi tiết Giá heo hơi ngày 12 tháng 1 năm 2023 biến động, tiếp tục tăng nhẹ tại một số địa phương. Có thể đây là tín hiệu tốt cho bước đầu tăng giá đến Tết. Theo ghi nhận giá heo hơi hôm nay, trên cả ba miền biến động nhẹ so với hôm qua. Hiện giá heo hơi được thu mua trong khoảng 50.000 đến 54.000 đồng một kg. Giá heo hơi miền Bắc. Cụ thể, tại Hà Nội giá heo hơi tăng nhẹ 1.000 đồng ruột kg lên mức 54.000 đồng/trt kg. Các địa phương còn lại không thay đổi. Tại tỉnh Bắc Giang, Hưng Yên giá heo hơi được thu mua với mức 54.000 đồng 1 kg. Tại tỉnh Ninh Bình, Hà Nam, Nam Định, Phú Thọ, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Thái Bình, Vĩnh Phúc giá heo hơi ở mức 52.000 đến 53.000 đồng trên kg. Còn tại tỉnh Yên Bái, Lào Cai, Sơn La giá heo hơi ở mức thấp nhất toàn miền 51.000 đồng trên kg. Như vậy, giá heo hơi hôm nay tại miền Bắc đang giao động trong khoảng từ 51.000 đến 54.000 đồng một kg giá heo hơi tại miền Trung, Tây Nguyên. Tương tự miền Bắc, giá heo hơi hôm nay tại miền Trung, Tây Nguyên cũng tăng nhẹ. Cụ thể, tại tỉnh Bình Thuận giá heo tăng 1.000 đồng ruột kg lên 54.000 đồng ruột kg. Các địa phương còn lại không thay đổi so với hôm qua. Tại tỉnh Lâm Đồng giá heo hơi được thu mua với mức 54.000 đồng 1 kg. Các địa phương như Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Huế, Khánh Hòa, Gia Lai giá heo hơi ở mức 52.000 đồng chuột kg. Tại tỉnh Đắk Lắk, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Ninh Thuận giá heo hơi đạt mức 51.000 đồng chuột kg. Như vậy, giá heo hơi hôm nay tại miền Trung, Tây Nguyên đang giao động trong khoảng từ 51.000 đến 54.000 đồng chuột kg. Giá heo hơi tại miền Nam. Cụ thể, tại tỉnh Đồng Nai, Cần Thơ giá heo hơi đồng loạt tăng 1.000 đồng một kg lên 53.000 đồng kg. Ngược lại, Tại tỉnh Bến Tre, Hậu Giang giá heo lại báo giảm 1.000 đồng 1 kg xuống mức 49.000 đồng 1 kg và 50.000 đồng trên kg. Các địa phương như Bình Phước, Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Tây Ninh, Long An, Đồng Tháp, An Giang, Vĩnh Long, Cà Mau, Bà Rịa Vũng Tàu, Tiền Giang, Bạc Liêu giá heo hơi đi ngang, hiện ở mức 52.000 đến 53.000 đồng trồn kg. Tại tỉnh Kiên Giang, Trà Vinh, Sóc Trăng giá heo hơi được thu mua với mức 51.000 đồng trên kg. Như vậy, giá heo hơi hôm nay tại miền Nam giao động trong khoảng từ 50.000 đến 53.000 đồng một kg. Cơ hội tăng giá khi Trung Quốc mở cửa biên giới. Theo các chuyên gia, mới đây, Trung Quốc đã chính thức công bố nới lỏng các biện pháp phòng chống COVID-19. Việc Trung Quốc mở cửa trở lại sẽ hỗ trợ giá heo hơi trong năm 2023. Các báo cáo ước tính. Tổng nhập khẩu thịt heo của Trung Quốc bao gồm cả nội tạng sẽ ổn định trong vài năm tới, khoảng 2 triệu tấn năm. Điều này có nghĩa Trung Quốc sẽ tự túc khoảng 95% đáp ứng mục tiêu an ninh lương thực. Dù vậy, Trung Quốc vẫn sẽ là nhà nhập khẩu thịt heo lớn nhất thế giới. Bên cạnh đó, khó khăn của các doanh nghiệp sản xuất thịt heo sẽ giảm bớt từ năm 2023 nhờ giá heo dự báo tăng 5% khi nhu cầu ăn uống bên ngoài phục hồi. Bên cạnh đó, giá ngũ cốc có khả năng giảm khi các nước xuất khẩu tăng nguồn cung hàng ngũ cốc của Ukraine được vận chuyển trở lại sau thỏa thuận chấm dứt phong tỏa các cảng nước này và giá phân bón hạ nhiệt. Dù giá thức ăn chăn nuôi trong nước có độ trễ hơn so với giá nông sản thế giới, chi phí thức ăn chăn nuôi vẫn sẽ giảm dần vào năm 2023. Ngoài ra, một yếu tố khác hỗ trợ các doanh nghiệp chăn nuôi và chế biến thịt heo là nhu cầu tiêu thụ tăng tích cực khi thu nhập thực tế của người tiêu dùng tăng lên và lượng khách du lịch quốc tế dự kiến phục hồi 84% trong quý 2 năm 2023 và 100% trong quý 4 năm 2023, kéo theo sự phục hồi mạnh mẽ của dịch vụ giải trí, lưu trú và ăn uống. Do đó, nhóm doanh nghiệp chăn nuôi và sản xuất thịt lợn sẽ ghi nhận mức tăng trưởng doanh thu tích cực trong năm 2023. Những năm trước, vào vụ tiêu thụ Tết, giá các sản phẩm chăn nuôi, đặc biệt là giá heo hơi thường biến động mạnh với xu hướng tăng cao so với ngày thường. Nhưng vụ Tết năm nay giá heo hơi lại bất ngờ hạ nhiệt khi vào cao điểm tiêu thụ Tết. Ông Phạm Văn Đạo, chủ trang trại chăn nuôi heo tại xã Vĩnh Tân huyện Vĩnh Cửu cho biết, hiện giá heo hơi bán tại trại ở mức 50.000 đến 53.000 đồng trượt kg. Tuy thị trường đang vào cao điểm tiêu thụ Tết nhưng không có cảnh thương lái tấp nập về các trại đặt hàng và tăng số lượng mua heo như cao điểm thị trường Tết mọi năm. Nhận xét về thị trường tiêu thụ Tết năm nay, Phó Chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi Đồng Nai Nguyễn Kim Đoán phân tích. Giá heo hơi vào cao điểm tiêu thụ dịp Tết Nguyên đán bất ngờ hạ nhiệt chứ không tăng như thông lệ có nhiều nguyên nhân. Trong đó, thời điểm cuối năm, thương lái trước đây thu mua heo rất nhiều để xuất đi Trung Quốc, nhưng năm nay thị trường tiêu thụ lớn này hoàn toàn đóng cửa. Thêm vào đó, heo xuất đi Campuchia rất ít nên chủ yếu tiêu thụ trong nước, mà thị trường này hiện hầu như chưa có biến động. Trong năm qua, tình hình dịch bệnh trên gia súc, gia cầm có xảy ra giải rác ở một số địa bàn nhưng đã được chính quyền các cấp và cơ quan chuyên môn kịp thời phát hiện, khoanh vùng xử lý triệt để, không để dịch lây sang diện rộng, tạo sự an tâm cho người chăn nuôi. Đặc biệt là tỉnh khống chế được bệnh viêm da nổi cục, đây là một bệnh mới trên châu bò, đồng thời kiểm soát tốt bệnh lở mồm long móng, là bệnh mà nhà nước vẫn còn hỗ trợ vaccine tiêm phòng miễn phí cho các tỉnh trên cả nước. Để giữ vững và phát triển ngành chăn nuôi, kiểm soát tốt dịch bệnh trên động vật và bảo vệ sức khỏe cộng đồng, năm 2023, Tri Cục Chăn nuôi và Thu y thống kê lại đàn vật nuôi để chủ động trong công tác phòng, chống dịch bệnh khuyến khích tăng đàn, tái đàn nhưng phải đảm bảo yêu cầu về các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học mới được phép tái đàn. Đồng thời, tri cục chăn nuôi và thú y tuyên truyền bằng nhiều hình thức nhằm nâng cao nhận thức về công tác phòng chống dịch bệnh trên động vật để người dân chủ động tự bảo vệ đàn vật nuôi, đẩy mạnh xây dựng vùng cơ sở an toàn dịch bệnh động vật trên địa bàn tỉnh kết hợp với xúc tiến thương mại chăn nuôi, xây dựng chuỗi sản xuất gắn với tiêu thụ. Người nuôi kỳ vọng giá heo tăng dịp Tết Nguyên đán. Tết Nguyên đán thường là thời điểm vàng của ngành chăn nuôi khi thị trường tiêu thụ tăng mạnh và sản phẩm có giá bán tốt. Nắm bắt nhu cầu của người tiêu dùng tăng cao vào dịp Tết, người chăn nuôi heo tỉnh Bạc Liêu đã đẩy mạnh tái đàn với hy vọng sẽ có lãi. Tuy nhiên, giá thức ăn gia tăng trong khi giá heo hơi tăng không đáng kể, khiến bà con gặp nhiều khó khăn. Để phục vụ thị trường Tết Quý Mão 2023, gia đình ông Phạm Văn Tệ ở xã Châu Thới, huyện Vĩnh Lợi nuôi 40 con heo. Hiện tại, đàn heo đang tới lứa xuất chuồng. Trong điều kiện thời tiết chuyển lạnh như hiện nay, rất dễ để các loại dịch bệnh phát sinh. Vì vậy, gia đình gia đình ông Tệ rất cẩn trọng trong chăm sóc, bảo vệ đàn heo, nhất là vệ sinh chuồng trại đúng cách và tiêm đầy đủ các loại vaccine phòng bệnh. Để đảm bảo xuất chuồng phục vụ thị trường Tết, chị Thảo cho biết từ tháng 8, tháng 9 đã thực hiện tái đàn. Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, năm 2022, toàn tỉnh Đồng Nai phát sinh 13 ổ dịch trên đàn vật đuôi quy mô và phạm vi dịch bệnh trên vật nuôi giảm đáng kể so với năm 2021. Trong năm, dịch tả heo châu Phi xảy ra tại 5 xã trên địa bàn huyện Long Thành. Dịch cúm da cầm AH5N1 xảy ra tại 3 hộ trên địa bàn các huyện. Dịch lở mồm long móng xảy ra tại 3 hộ trên địa bàn huyện Nhân Trạch. Khi xảy ra dịch bệnh, ngành chăn nuôi đã hướng dẫn và phối hợp các địa phương tiêm phòng bao vây ổ dịch và tổ chức tiêu hủy gia súc, gia cầm bệnh chết theo quy định, thực hiện lấy mẫu giám sát chủ động để phát hiện, xử lý kịp thời không để bệnh lây lan diện rộng. Cục trưởng Cục Chế biến và Phát triển Thị trường Nông sản Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Quốc Toản thông tin, dự báo, trong điều kiện dịch bệnh được kiểm soát, nguồn cung thịt heo hơi sẽ không thiếu hụt trong năm nay, giá cũng sẽ không tăng đột biến, giao động ở mức 60.000 đồng 1 kg, cao hơn 10% so với năm 2022. Giá thức ăn chăn nuôi cũng được dự báo sẽ ổn định và bắt đầu giảm trong quý 2. Như vậy, doanh nghiệp và người chăn nuôi có thể phục hồi sản xuất. Việc Trung Quốc mở cửa trở lại sẽ là chất xúc tác cần theo dõi trong lĩnh vực này vì hoạt động thương mại qua biên giới sẽ hỗ trợ giá heo hơi trong năm 2023. Việc xuất khẩu heo hơi chính thức sang Trung Quốc cũng là yếu tố có thể kỳ vọng trong dài hạn. Tuy nhiên, điều này hiện khó xảy ra trong ngắn hạn do còn nhiều quy định liên quan đến nguồn gốc xuất xứ và an toàn thực phẩm. Cụ thể, để xuất khẩu heo hơi, thịt đông lạnh, Việt Nam cần có vùng chăn nuôi an toàn sinh học được tổ chức thú y thế giới OI công nhận. Tuy nhiên, Đặc tính các vùng chăn nuôi của Việt Nam là trang trại lớn, khép kín nằm xen kẽ với các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ chưa đủ điều kiện đảm bảo an toàn dịch bệnh nên việc đáp ứng các điều kiện còn nhiều thách thức. Mặc dù vậy, các trang trại thương mại với mô hình 3F được tích hợp đầy đủ sẽ là đối tượng hưởng lợi chính nếu việc xuất khẩu chính ngạch được thông qua. Theo ông Nguyễn Quốc Đạt, Phó Chủ tịch phụ trách miền Nam, Hội chăn nuôi Việt Nam, năm 2022, ngành chăn nuôi đã gặp nhiều khó khăn, hiệu quả mang lại cho người chăn nuôi thấp. Tuy hiện nay giá cả không thuận lợi cho người chăn nuôi nhưng số lượng dự trữ nguồn cung cho dịp cuối năm tương đối ổn định. Dự báo nhu cầu về thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán 2023 sẽ giảm so với những năm trước do nhiều lý do khách quan và chủ quan. Giá các sản phẩm gia cầm có xu hướng giảm do nguồn cung dồi dào trong khi nhu cầu tiêu dùng mặt hàng này tại các nhà hàng, bếp ăn tập thể, trường học vẫn còn khá yếu. Trong khi đó, giá thành chăn nuôi hiện vẫn ở mức cao, bình quân 60.000 đồng 1 kg thì người chăn nuôi vẫn bị thua lỗ. Dịp cuối năm và sát Tết nguyên đán hàng năm, giá heo hơi sẽ tăng, tuy nhiên năm nay, giá trứng lại trong thời gian khá dài. Theo các chuyên gia, thị trường heo hơi trong nước chưa có tín hiệu khởi sắc do nhu cầu tiêu dùng giảm khi người dân vẫn thắt chặt chi tiêu. Trong khi nguồn cung thịt lớn tiếp tục dư thừa, nhất là các công ty chăn nuôi có quy mô lớn. Năm 2023 vẫn sẽ có những khó khăn nhưng sẽ giảm hơn so với hai năm vừa qua. Đặc biệt là khi các quốc gia tiêu thụ lớn đều đã mở cửa đặc biệt là Trung Quốc, sức tiêu thụ sẽ tăng. Mặt khác, thịt cũng là sản phẩm thiết yếu với người tiêu dùng. Phó tổng giám đốc C.P Việt Nam, ông Lê Xuân Huy, cũng cho biết giá heo hơi giảm vì nguồn cung trong nước dồi dào. Năm nay có nhiều doanh nghiệp tham gia vào ngành chăn nuôi nên đẩy tổng lượng đàn heo cung ứng ra thị trường tăng 11% so với cùng kỳ năm ngoái. Riêng với C.P, hiện tổng đàn cung ứng tăng 4 đến 5%. Vừa rồi là bản cập nhật thông tin chi tiết giá heo hơi ngày 12 tháng 1 năm 2022 được đăng tải trên kênh Giá heo 24 giờ. Cảm ơn các bạn đã xem video và đừng quên đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại những video tiếp theo.